Xin chào các bạn đã đến với kênh Netizen React. Các bạn thân mến, dù Việt Nam đã thực hiện nông thôn mới suốt một thập kỷ qua, nhưng khi nhắc đến vùng nông thôn Việt Nam, nhiều người Trung Quốc vẫn cứ tưởng nông thôn Việt Nam nghèo đói, khổ cực, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà ở. Họ thường lên mạng dè bỉu và chê bai nói rằng Việt Nam kém cỏi và nhấn mạnh rằng 50 năm nữa cũng không thể vượt qua Trung Quốc. Cho đến khi xem được một video về Việt Nam mới đây đang nổi lên trên mạng xã hội, netizen Trung Quốc đã phải nghi ngờ chính mình. Cụ thể, một trang rể Trung Quốc lấy vợ Việt Nam đã review một bữa tiệc mừng thọ cực lớn ở nông thôn Việt Nam với mâm cỗ đầy ắp những món ăn ngon. Xem xong video, netizen Trung Quốc thì nhau hỏi, Việt Nam nghèo vậy mà cũng tổ chức mừng thọ à? Việt Nam cũng có mâm thức ăn tốt hơn cả Trung Quốc à? Vậy trang rể Trung Quốc này là ai? Và netizen Trung Quốc nói gì sau khi xem video? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp nhé! Cụ thể, mới đây trên mạng isiworld.com của Trung Quốc đã nổi lên một đoạn video với tiêu đề Tham gia bữa tiệc ở nông thôn Việt Nam có giá 400 nhân dân tệ một bàn, bao gồm rau và thịt. Chi phí có tiết kiệm hơn ở Trung Quốc không? Video do một blogger Trung Quốc có tên là Xiao Hui đăng tải. Anh ấy là một chàng trai Trung Quốc lấy vợ Việt Nam được 3 năm. Vợ anh ấy là Anna, một cô gái xinh đẹp, hiền dịu và duyên dáng. Mới đây, gia đình của Anna đã tổ chức bữa tiệc mừng thọ khá lớn cho người ông của cô ấy. Đây cũng là lần đầu tiên Xiao Hui được thử trải nghiệm mâm tiệc đặc trưng của người Việt và anh ấy đã có một số nhận xét rất bất ngờ. Xiao Hui nói, hôm nay là một ngày thật sự đặc biệt vì tôi được ăn những món ăn truyền thống trong bất kỳ bữa cỗ hoặc tiệc nào của người Việt. Trước khi đến đó, vợ chồng tôi sẽ bỏ một chút tiền vào phong bì kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất. Khi đến nơi, tôi choáng ngợp với không khí ở đây, rất vui vẻ và ấm cúng, tràn ngập tiếng cười của tất cả mọi người. Hãy xem bàn ăn này, gồm có đầy đủ thịt các loại, có lẩu hải sản, bánh mì, xôi. Ấn tượng nhất là đĩa mực tươi giói này. Bữa ăn này khiến tôi no căng và nhận ra ẩm thực Việt Nam rất đặc sắc. Tuy chỉ là những món dân dã, nhưng làm tôi ngon miệng hơn các món ăn đắt đỏ trong nhà hàng. Sau khi hỏi vợ, tôi biết rằng mâm cỗ này có giá 400 nhân dân tệ, tương đương với 1 triệu 400 nghìn đồng Việt Nam. Các bạn thấy mức giá này là đắt hay rẻ? Đó là những chia sẻ của chàng rể Xiao Hui. Theo như quan sát của mình thì khung cảnh mà Xiao Hui chia sẻ trong video không phải là thứ gì đó quá xa lạ với người Việt Nam ta. Hầu như bữa cỗ, đám tiệc nào cũng có những món ăn và phong cách tổ chức tiệc như vậy. Không biết là với netizen Trung Quốc thì họ nghĩ gì đây? Đến nay, video của anh ấy đã thu về 179.000 lượt xem với rất nhiều bình luận đến từ netizen Trung Quốc. Vậy người Trung Quốc đã nói những gì sau khi xem xong video trên? Hãy cùng mình đến với phần tổng hợp bình luận ngay bây giờ nhé! Bạn thậm chí không thể kiếm được 1.000 đô la ở vùng nông thôn Bắc Kinh. Người già không có ai quan tâm, huống gì là một bữa tiệc mừng thọ. Tôi đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Năm ngoái tôi đã tham dự bữa tiệc của một người bạn ở Quảng Tây. Nó không ngon như thế này và đồ ăn cũng không đắt bằng. Thoạt nhìn nó không phù hợp với khẩu vị của người Hồ Bắc chúng ta. Người Hồ Bắc chỉ ăn những món ăn sang trọng như thịt bò và chim bồ câu hầm thảo dược. Người Việt Nam có một bữa tiệc không hề đắt ở mức 400 nhân dân tệ một bàn. Còn tiệc Phúc Kiến của Trung Quốc với hải sâm, hải sản, thịt lợn, cá có giá 3.000 nhân dân tệ một bàn. Rốt cuộc, ai là người hạnh phúc hơn? Mấy năm trước, bàn tiệc của người Việt thường có 6 món, khẩu phần ít. Hiện nay có 10 món, khẩu phần cũng lớn hơn, chứng tỏ mức sống của người Việt đã được cải thiện. Làm ra loại video này thỏa mãn sự phủ phiếm của nhiều người Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc sẽ nhảy vào sâu xé và chê bai rằng Việt Nam nghèo, nhưng họ cố tình quên rằng ở đây là vùng nông thôn. Bữa tiệc này khá phong phú, có thể coi là một gia đình thượng lưu giàu có ở địa phương, vì thông thường người Việt không có những món ăn ngon như vậy trong mâm cơm hàng ngày. Việt Nam bây giờ đã khá hơn nhiều. Cách đây vài năm, tiệc chiêu đãi ở vùng quê tỉnh Trà Vinh gồm có 3 món ăn trộn chung một nồi và rượu gạo tự nấu, không có gì đáng để ăn. Tôi phải thừa nhận rằng phong tục tập quán ở Việt Nam rất giống với Trung Quốc, có thể nói chúng giống hệt nhau. Nghe nói giá cả ở Việt Nam cũng rất cao, có người nói bây giờ gần ngang bằng ở Trung Quốc. Nhưng trong video này, tại sao tiệc chỉ hơn 400 nhân dân tệ mà vẫn rẻ hơn nhiều so với Quảng Đông? Việt Nam vẫn nghèo quá, một bữa ăn chỉ có giá 400 nhân dân tệ thôi. Nhìn mà xem, một bàn ở Trung Quốc có giá 4.000 nhân dân tệ một bàn. Một chút tốn kém, nhưng chẳng đáng là bao. Chúng tôi thường có 8 người ngồi một bàn ở quê, ăn tiệc trong suốt 3 ngày. Chúng tôi ăn trưa và ăn tối tại bàn toàn các món hải sản như mực và tôm, bao gồm cả đồ uống, khoảng 1.200 nhân dân tệ mỗi bàn. 400 nhân dân tệ mỗi bàn của bạn thể hiện bạn khá nghèo và hà tiện. Nó thậm chí còn tốt hơn các vùng nông thôn ở Trung Quốc. Mọi người đều hòa đồng và tuân theo phong tục địa phương. Anh trai làm sao có thể cưới được một người vợ Việt Nam xinh đẹp như vậy?
thật là một phước lành mà anh đã nhận được từ kiếp trước. Em trai này có vợ đẹp quá, đôi mắt to, đôi mắt hai mí, dáng người ưa nhìn và khuôn miệng ưa nhìn. Bạn nên trân trọng người vợ xinh đẹp này, gia đình cô ấy có vẻ cũng rất khá giả. Ở phúc kiến của chúng ta, bạn thậm chí không thể có được một bữa ăn đàng hoàng với giá 400 nhân dân tệ, tối thiểu là 1.000 tệ. Không bao gồm rượu, giá ở Việt Nam không rẻ nhưng khá hợp lý. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay có tốt không? Kết hôn thôi cũng có thể ăn 8 món đặc sắc như phương Tây. Không phải người Việt nào cũng thích ăn mì cay sao? Bên đó cũng có người thích ăn cá sống mà không cần giết chết, nhúng vào giấm để ăn sống. Tôi khá bất ngờ khi thấy người Việt cũng ăn uống tử tế như thế này. Video của bạn rất hay. Bạn có thể thấy những phong tục tập quán thực tế của người Việt Nam. Những video thế này sẽ làm thay đổi rất nhiều những điều xấu xa mà chúng ta hay nghĩ về Việt Nam. Điều kiện không tệ hơn chúng tôi và ẩm thực cũng tương tự như chúng tôi. Những người chê bai nghĩ rằng Việt Nam vẫn đang ở thời chiến tranh. Thật ra họ đã phát triển rất nhanh hơn những gì chúng ta tưởng tượng ra. Tôi thậm chí không thể phân biệt được sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Có vẻ như người Việt là người Trung Quốc. Vừa rồi là một số những dòng bình luận của người Trung Quốc bình luận bên dưới video này. Các bạn có thể nhìn thấy rằng những người bạn Trung Quốc của chúng ta có vẻ như khá ngỡ ngàng về một bữa tiệc bình thường ở vùng nông thôn của Việt Nam. Bởi lẽ bấy lâu nay, đối với họ thì Việt Nam mãi mãi nghèo nàn, lạc hậu, kém cỏi. Có vẻ như trong ánh mắt của người Trung Quốc, đất nước chúng ta chỉ có thể xách dép chạy theo sau. Nhưng sự thật thì sao ạ? Người Việt Nam rất biết cách tận hưởng cuộc sống, gìn giữ phong tục của cha ông và sống cuộc sống bình dị nhưng luôn hạnh phúc. Còn theo mình thấy, có một số bạn Trung Quốc tranh cãi về mức giá và các món ăn trên mâm cỗ của người Việt Nam. Thật ra nó tùy thuộc rất nhiều vào địa điểm tổ chức và nhu cầu cũng như điều kiện của từng gia đình. Ở nông thôn thì tất nhiên chi phí sẽ rẻ hơn so với thành thị. Làm đơn sơ ấm cúng nhẹ nhàng cũng được, mà muốn làm xịn sò, sang trọng trong nhà hàng thì cũng chẳng phải quá sức với người Việt. Có điều là tổ chức tại nhà có bà con lối xóm quây quần, cùng chung vui với gia chủ bên mâm tiệc dân dã, đầm ấm. Đó mới là niềm vui thật sự. Quanh năm, ngoài việc đồng áng, các gia đình ở thôn quê còn phải lo chuyện cỗ bàn. Từ cưới xin, tân gia, họp họ đều cần đến cỗ. Nếu như ở thành phố, chỉ cần đặt nhà hàng, khách sạn, nhưng ở nông thôn, cỗ bàn là việc của một nhà, nhưng cả họ đều chung tay. Những đám tiệc được diễn ra tại các vùng thôn quê vẫn thường được tổ chức tại sân nhà, nhưng độ tươm tất, đầy đặn và đẹp mắt không thua kém cỗ trong nhà hàng. Không có nhiều món ăn xa hoa như cỗ trong nhà hàng, nhưng mâm cỗ thôn quê luôn có rất nhiều thịt. Từ món chính cho tới rau dưa đều là của nhà trồng được, hương vị hết sức thơm ngon, số lượng cũng nhiều không kể xiết. Bữa tiệc cưới ở vùng nông thôn là ví dụ tiêu biểu cho câu nói, trước lạ sau quen. Ngay cả khi những người không quen biết ngồi chung một mâm cỗ, họ sẽ nhanh chóng cười đùa vui vẻ, ăn uống no say mà không phải cầu nệ tiểu tiết. Không biết nhà các bạn thế nào? Còn theo quan sát của mình, ở nông thôn nước ta, mỗi khi nhà có đám, gia đình phải mời tất cả thành viên trong họ, bà con trong xóm, ngoài làng đến họp bàn và trưởng họ sẽ là người điều phối mọi công việc liên quan đến chuyện cỗ. Già có việc của già, trẻ lo việc của trẻ. Mỗi gia đình trong họ, ai cũng cắt đặt công việc để có tối thiểu một người tham gia giúp nhà có đám. Do đó, mỗi khi trong họ tộc có cưới xin, cả họ đều bận rộn. Với người thôn quê, chuyện già rất đơn giản là có làm mới dám ăn và chuyện làm cỗ trở thành thước đo tình làng nghĩa xóm. Làm cỗ rất vất vả, nhưng bù lại trong họ ngoài làng ai cũng vui. Nên nói tóm lại là video của chàng rể Trung Quốc cũng như comment của netizen nước này chỉ làm chúng ta cảm nhận rõ hơn rằng người Việt Nam sống rất nghĩa tình, rất trọng tình cảm bạn bè, gia đình, xóm giềng. Và hơn nữa, Việt Nam chẳng tiếc gì với nhau miếng ăn, gì chưa đi ăn tiệc là phải ăn thật thoải mái. Mong rằng netizen Trung Quốc xem xong, hãy xóa ngay đi cái suy nghĩ rằng Việt Nam chúng tôi nghèo đói thiếu ăn đi nhé. Còn các bạn có cảm nhận thế nào sau khi xem video này? Bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Netizen React để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo!